Ta bảo cho các ngươi hay, bên trên ta còn có người đấy. Ngươi đừng nói đến bệ hạ nữa. Dẫu không phải thiên tử, song cũng chẳng thể quản được việc ta dạy dỗ con gái. Huống chi trong phủ chỉ có người nhà, ai mà thấy được. Người đâu, bắt hắn quỳ xuống. Mấy vị mama lập tức tiến lên, tuế tuế tay vung lên. Xuống đi. Lời vừa dứt, chỉ thấy chính đường rộng lớn của hầu phủ bỗng chốc chật ních người. Ôi trời, xà nhà hầu phủ vậy mà chưa sập nhỉ. Ha ha, tuế tuế mặt ngây thơ vô tội. Ta nói đúng nghĩa đen đấy. Bên trên ta có người thật. Hắn cứng họng, toàn thân run rẩy, chỉ tay vào nàng mà chẳng thể thốt nên lời. Mạng các ngươi rẻ rúng, còn mạng ta quý giá lắm. Các ngươi chớ tưởng rằng ta dám một mình ở lại hang sói để mặc các ngươi bắt nạt. Ta đã 5 tuổi rồi, đâu phải 3 tuổi nữa đâu. Ta tuy nhỏ chứ không có ngốc. Vừa nói vừa chỉ vào đầu mình. Đây là cái đầu chật ních trí tuệ, chẳng phải đầu gỗ đâu. Ngươi, ngươi ta không có đứa con gái như ngươi. Ngươi cút ra khỏi đây cho ta. Còn 3 ngày nữa là lễ triệu thần, hầu phủ không thể để ngươi phá hỏng chuyện tốt của Giao Giao, làm mất mặt hầu phủ. Từ nay về sau, nhà họ Nghiêm ta không có đứa con gái như ngươi. Hôm nay ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà họ Nghiêm. Hắn nói xong thở dốc, đâu giống một người cha chút nào. Cũng phải thôi, giờ đây hắn chỉ bảo vệ lợi ích của hầu phủ, đó là bảo bối để hắn thăng quan. Ta muốn xem không có hầu phủ, ngươi còn gây được sóng gió gì? Phụ thân, xin đừng trách tỷ tỷ. Nghiêm Giao Giao nhẹ nhàng kéo tay áo phụ thân. Giao Giao, con còn mềm lòng, con nói giúp nó nữa. Con xem nó là tỷ tỷ, nhưng nó có xem con là muội muội đâu. Lý Thị thở dài, muốn ôm Giao Giao vào lòng, nhưng Giao Giao lại nép vào lòng phụ thân, không muốn qua. Con à, từ bé đã thân thiết với phụ thân, phụ thân là phụ thân ruột mà, mẫu thân cũng là mẫu thân ruột đó. Một nhà 3 người hạnh phúc sum vầy. Tuế Tuế nhìn với ánh mắt đầy mãn nguyện. Ngươi đi đi, từ nay ta không có đứa con gái như ngươi nữa. Ngươi gặp ta, không cần gọi ta là cha. Ta gặp ngươi cũng sẽ không đếm xỉa. Từ nay về sau, hầu phủ cắt đứt quan hệ với ngươi. Nghiêm Giao Giao núp trong lòng ông, thừa lúc mọi người không để ý, khẽ nhếch mép cười. Cha mẹ ruột đuổi ngươi ra khỏi nhà, ngươi còn làm gì được ta? Trời ơi là trời, đừng há miệng to thế, cẩn thận kẻo thứ bẩn rơi vào miệng đấy. Nói xong liền nhanh nhẹn quay người ra cửa. Vừa ra khỏi cửa đã nghe tiếng nôn vẹ phía sau. Sao lại thối thế này? Sao lại thối thế này? Là ai ăn phân vậy? A ha. Tuế Tuế dẫn người đến thất thần viện, tháo tấm biển xuống, không để lại gì cho bọn họ cả. Đừng nhìn phủ thừa ân hầu to lớn thế này, thực ra nuôi không ít người, mỗi tháng chi phí rất lớn. Nếu ngươi chịu nhận lỗi với Giao Giao, chịu nhún nhường một chút, ta sẽ xin giúp ngươi, để ngươi ở lại. Tuế Tuế cúi đầu, hoàn toàn không đếm xỉa đến hắn. Lý Thị nổi giận, vừa rồi lão phu nhân đã dặn, nếu ngươi đã muốn đi thì hãy đi cho có khí phách, một chút một ly của hầu phủ ngươi cũng không được mang đi. Lý Thị nói xong trực tiếp đứng đó canh chừng Tuế Tuế mang đồ của hầu phủ đi. A Nguyệt mang một lò nướng nhỏ đến, trên đó có hạt dẻ và khoai lang nướng thơm ngọt mềm. Tuế Tuế không khách sáo ăn điểm tâm, nửa điểm nhếch nhác cũng không có. Mặt đất hầu phủ trống trơn, cô nương rảnh rỗi đã đổi sỏi trên mặt đất thành ngọc bích, đi bóc hết con đường ngọc bích ra. Cô nương chê đèn nến hầu phủ tối tăm, đã đổi nến thành dạ minh châu, đi bóc hết dạ minh châu trong đèn lồng ra. Cô nương chê giường hầu phủ quá cứng, đặc biệt dùng gỗ đàn hương rát vàng làm một chiếc giường, giá trị ngàn lượng, đi khiêng ra. A Nguyệt bưng sổ sách đọc một câu, liệt kê một loạt. Ngay cả Lý Thị cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Kẻ phá gia này lại tạo ra một cái cây, hơn nữa trên đó treo đầy hồng ngọc. Ngay cả những gia tộc hào môn bậc nhất kinh thành cũng không dám xa xỉ như vậy. Lúc này, hạ nhân phủ thừa ân hầu đều đứng dưới hành lang, có người nhìn với vẻ kinh ngạc. Chưa từng nghe nói, cô gái quê mùa này lại giàu có đến thế. Tiền rơi qua kẽ tay cô ta, chúng ta ăn cả năm cũng không hết. Nghe nói gia đình nuôi cô ta ở quê khai thác đá, đá lại đáng giá đến thế sao? Tuế Tuế tỷ tỷ, nhà tỷ ở quê làm nghề gì vậy? Đứa nhỏ không hiểu mâu thuẫn giữa người lớn, liền hỏi ra điều mà mọi người đang thắc mắc. He he, nhà tiểu thư có chút gia sản, chẳng qua chỉ là sở hữu vài mỏ ngọc bích nguyên thạch trải dài liên tiếp mà thôi. Kiếm được ít bạc không biết tiêu đâu, cứ mua cả dãy phố này đến dãy phố khác, mua không ít cửa hiệu để làm ăn. Toàn bộ gia sản đều đứng tên tiểu thư đấy. Mọi người trợn tròn mắt, gương mặt Lý Thị đỏ bừng xen lẫn tái mét. Ta thật sự đã đề phòng nhầm, tuổi còn nhỏ mà tâm cơ đã sâu sắc như vậy. Ha ha ha, Lý phu nhân thật vô vị. Ngày đầu tiên tiểu thư vào kinh, đã nói mang theo đặc sản quê nhà, sớm đã báo với phu nhân rồi. Trong viện của tiểu thư, một cái bàn bình thường cũng làm bằng ngọc thạch. Phàm nếu phu nhân từng vào viện của tiểu thư một lần, đều phải biết chứ. Con gái ruột về nhà mấy tháng, Lý phu nhân chưa từng vác thân tới thăm, còn nói gì đến mẫu từ tử hiếu nữa. Lý Thị vì tức giận mà thân thể run rẩy. Ngươi đi đi, đã đi thì đừng quay lại.
Đừng tưởng nhà mẹ nuôi ngươi có tiền là có thể tác quay tác quái, bất quá chỉ là đám bạo phát hộ, thương nhân là hạng hèn hạ nhất. A Nguyệt hít một hơi, nhìn bà ta với vẻ mặt kinh ngạc. Phu nhân thật không quan tâm đến tiểu thư nhà mình. Đại ca của tiểu thư đã thi đỗ giáp nguyên, sang năm sẽ vào kinh. Nhị ca của tiểu thư đã là trung ngũ tướng quân tứ phẩm, còn cao hơn phu quân của phu nhân một bậc đấy. Tam ca của tiểu thư hiện đã quản lý sản nghiệp rất tốt, sánh ngang với thương nhân của hoàng gia. Sang năm e rằng danh hiệu thương nhân giàu nhất thiên hạ sẽ thuộc về nhà họ Nghiêm rồi. Lần này đúng là để nó đẹp mặt rồi. Nhưng nói đến đây, phu nhân đã nhắc nhở chúng ta. Lâm phu nhân biết phu nhân muốn bỏ rơi tiểu thư lần nữa, đau lòng vô cùng. Dù sao phu nhân cũng là mẹ đẻ, để tránh phu nhân sau này lại ngược đãi, tiểu thư đặc biệt sai người mang đến một tờ đoạn tuyệt thư. Nếu đã muốn đoạn tuyệt thì hãy đoạn tuyệt cho sạch sẽ. A Nguyệt cười tươi rói, lập tức lấy ra một tờ đoạn tuyệt thư. Lý thị vừa định nói, đã có người vượt qua bà ta, trực tiếp đón lấy tờ đoạn tuyệt thư. Đoạn tuyệt tốt lắm, đáng lẽ phải đoạn từ lâu rồi. Lão phu nhân chống đỡ thân thể, nhìn Nghiêm Tuế Tuế bằng ánh mắt oán độc. Lúc này Lý thị từ trong xương tủy lan tỏa một chút bất an. Mẹ như vậy không tốt đâu, hãy nghĩ đến Giao Giao. Giao Giao đã chịu bao nhiêu ấm ức từ nó, hãy nghĩ đến hầu phủ. Khi nó chưa đến hầu phủ, mấy năm nay hầu phủ như mặt trời giữa trưa, liên tiếp thăng quan tiến chức. Ngươi lại nhìn xem bây giờ, địa vị hầu phủ cực kỳ bấp bênh. Giao Giao bị người ta nghi ngờ, ngươi tự cân nhắc đi. Lý thị lập tức im lặng, không còn ngăn cản nữa. Mẫu thân nói phải, Tuế Tuế từ đầu đến cuối đều không quan tâm, bởi vì không có tình yêu nên chẳng bao giờ để ý. Lão phu nhân đích thân dẫn con ký vào đoạn tuyệt thư. Lý thị run rẩy viết tên mình. Tuế Tuế ký tên xong, trong lòng sảng khoái và vui mừng. Từ nay hầu phủ không còn chiếm được khí vận của ta nữa, chỉ mong từ nay về sau không còn liên quan, hai bên không gặp mặt nhau nữa. Có một lời muốn dặn dò Lý phu nhân, mỗi năm vào ngày rằm tháng 2, mong Lý phu nhân có thể ăn chay niệm Phật, tốt nhất là nên tụng thêm hai lần vãng sinh kinh, sẽ có lợi cho phu nhân. Lý thị nhíu mày, tất nhiên là không thể. Ngày sinh nhật của Giao Giao vào rằm tháng riêng hàng năm, những người có địa vị trong thành đều đến chúc mừng. Giao Giao nói rằm tháng riêng là để đón tiếp khách khứa. Rằm tháng 2 nàng mời người thân tụ họp, ngày đó trong phủ chắc chắn là rượu thịt linh đình, một ngày vui vẻ tốt lành. Trời ơi là trời, lại đi ăn mừng vào ngày đó. Ngươi thật là gan to bằng trời, chỉ mong ngươi đừng hối hận là được. Nói xong xoay người bỏ đi. Nàng ta bị đuổi ra ngoài rồi, có khóc lóc thảm thiết không? Có hối hận cầu xin tha thứ không? Nàng ta vừa ra khỏi cửa, lão phu nhân phủ thượng thư, đại lý tự khanh thẩm đại nhân và cả hậu duệ nhà Lục các lão đều đang đợi ở ngoài cửa muốn mời nàng ta qua ở. Ba phe người ngựa tranh cãi không ngớt. Cuối cùng cung đình phái người đích thân đến đón, đưa nàng ta vào cung. Đại sảnh im lặng hồi lâu, chẳng ai lên tiếng.